Thank you. Đi ăn bún bò Huế. Mời cả nhà ăn bún bò Huế với gia đình em nha. Hôm nay em quên đem cái cây để điện thoại cho nên là quay chỉ được có mình thôi. Trước tiên là mình sẽ uống Coca-Cola. Mình đi ăn bún bò Huế ở nhà hàng Việt Nam các bạn. Nhà hàng này mình ăn rất là nhiều bởi vì mình rất là thích. Cái này này. Trời ơi, ông xã ăn phở hấp dẫn chưa? Trời ơi, già thành con. Nó ăn phở xe lửa nó mới chịu nha. Trời ơi, ông chồng mình cũng ăn một muỗng hết các bạn ơi, nghe chưa? Thì cái quán bún bò Huế này nè các bạn, nó có một cái chén sa tế và mắm đó các bạn. Mình bỏ chanh vô. Huh? I don't think I'm ever gonna be that. Bún bò Huế ở Mỹ đặc biệt là không có rau muống nha, ăn toàn là bắp cải thôi. Cái này em thấy cái giò mà là cục xương không á các bạn. Đây bán cho mình cục xương không à. Trời ơi. Ngon không? She can bicycle, don't have the... I don't know how horse will stop the brake. Okay, when you want to go, this way. When you want to stop, come on. Yeah, it's really hard. Be bike on street, up and hill, up the hill, up the hill. Mm-hmm.
không bao giờ lại nổi đâu, khó lắm á. Hôm nay mẹ có suy nghĩ là mẹ mẹ sẽ đi đón con bằng xe đạp nữa rồi. Trời, lưng dốc nổi luôn ta. Today when it's just me, you're gonna go get me by bike. Wait, so where are you gonna sit? Hôm nay sung lắm các bạn. Mình nghĩ nha, nghĩ là mình sẽ đi đón con mình bằng chiếc xe đạp. Nhưng mà các bạn biết không, nhà mình ở trên đồi. Cho nên cái con đường ở Mỹ mà ở trên đồi là nó cứ vậy nè. Nó cứ kiểu như là đèo dốc vậy nè. Đã dốc thì đã nha, mà đạp lên dốc một cái chắc chết luôn. Cho nên suy nghĩ thôi dẹp bỏ. Let's go, many times. 10 times on the week. No. 10 times on the week for 6 months. 5 months. Yeah, 5 months. Ôi ôi, ông xã ăn thấy một tô phở bự luôn các bạn. Hả? Why are you putting the pork on me? Bây giờ cả nhà ngồi chờ mình ăn. Trời ơi, mình nói ông cả chắc ăn không bao giờ hết cái tô, mới ăn nửa tô các bạn ơi. Tại đồ ăn nó nhiều quá. Ông kêu là ăn đi, mắc lắm rồi. Mắc lắm rồi, ăn đi. Chồng mất dạy. Người công nhận cái áp này quay cái mặt mình đẹp ghê. Mà không biết là lên hình nó có đẹp không nha. Hay mình quay video đẹp ghê mà không biết lúc mà làm cái movie không biết có đẹp không. How do you look away from me? So tomorrow will be rain. Rain? Oh, oh. So I think I need at home and I sleep. I gotta go with work with you. Mom, I'm home. I'm going to work with you. Really? Yeah. It's really big. Disney World is like the size of a city. Yeah. The Frozen 2 show. Uh-huh. The Frozen 2 show. Oh, wow. Magical. Mình công nhận luôn đó các bạn. Con mình bây giờ nói tiếng Anh như gió. Bữa chốc khi mà mới qua đây các bạn, nó cũng biết nói nhưng mà nó không có dạng cái miệng. Và nói không có chuẩn. Tại vì học ở Việt Nam á, có học cỡ nào cũng nói, qua đây nói không có chuẩn thì họ không có hiểu. Nhưng mà bây giờ là rất là ok. Yeah. Mới đi học có 5 tháng rồi đó. Yeah.
mình nói cũng được nhưng mà mình nói không có chuẩn. Tức là trong cái từ á, khi mà mình nói thì mọi người họ không có hiểu, nhưng mà khi con mình nói là họ hiểu liền. Cũng cái từ đó cũng nói ra, cũng đọc, cũng cái giọng nói ra mà người ta không hiểu. Ghê. Lúc cần ghê bay, ghê bay. Lê Dương bảo làm Nhật à, ghê bay. Có chuyện hồi Lê Dương bảo làm Nhật nè. Ghê bay. When Merry Christmas, only 100 and... No, that's not a ticket. This is the return to Disney World. Là 104, thứ 2, thứ 3, thứ 4 gì đó là ngày bình thường đó. Còn 135, 150 là ngày chủ nhật, thứ 7, thứ 7 chủ nhật. Nhưng mà cái mà con nói là kiếm ánh sáng của trong đâu á, nó còn mắc hơn cả cái vé này, 200 đô đó. Chứ bữa đó đi mua con nhiêu? 20. Chơi hàng phát. Ghê bay. Cái đi chơi mua hàng phát. Honey, how many miles in 10 kilometers? I don't know mile. I don't know. Is 6.2 miles. Miles là giảm đó nè. 10k là 10,000. 10 cái số là bằng 1k là 1 là 1,000. 10k là 10,000. 1 km. Anh xem được các bạn ơi. No, well. Hôm nay để mình up cái video này distance, lên YouTube thử coi được like không nha. Bởi vì quay nó bị đứng cái điện thoại và mình sử dụng cái app mới cho nên là không biết là lên movie nó như thế nào. Thì để mình thử mình up lên, nếu mà nó ok được thì mình xài tiếp tục cái app này, còn nếu mà không được thì các bạn xem cái video này thì bỏ qua nha, hoặc là nếu mà nó rất là tệ thì mình sẽ gỡ. Rất là vui khi chia sẻ được cái bữa ăn đến cho cả nhà. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Các bạn xem thì hãy cho mình một like, và các bạn mới hãy đăng ký ủng hộ cái kênh của mình và gia đình mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.